sĩ Võ Hải Sơn. Ừ, kính thưa các anh chị, xem không biết là các anh chị đã nhìn thấy cái bài trình bày được trên màn hình chưa? Có rồi Sơn ạ. Dạ Sơn vâng. sâu nó to lên. Vâng, kính thưa quý thầy cô, kính thưa các anh chị đồng nghiệp và các đầu cầu. Rất vui là hôm nay đúng ngày 20 tháng 10, các hội họp và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức cái hội thảo liên quan đến COVID. Thì, nhân dịp ngày 20 tháng 10 thì xin kính chúc các anh chị đồng nghiệp nữ đang ở các đầu cầu một ngày 20 tháng 10 thật vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Liên quan đến cái hoạt động trạm y tế lưu động thì báo cáo anh chị, tôi thì thực chất là công tác tại Cục Phòng chống HIV Bộ Y tế, nhưng trong cái bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh dịch thì Bộ có điều động tất cả các cái nhân viên Bộ Y tế tham gia hỗ trợ. Thì đầu tháng 7 tôi được điều vào quận 7 thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ trực tiếp về và làm việc hỗ trợ trực tiếp về cái công tác phòng chống COVID cho Ủy ban và quận ủy, nhân dân ở quận ủy của quận 7. Thì tôi cũng tham gia rất là nhiều các cái hoạt động. Nói chung là từ cơ bản là chủ yếu là tư vấn về chính sách, triển khai các cái hướng dẫn của Bộ Y tế trong cái công tác thực hiện phòng chống dịch. Thì quận 7 và có anh chị là một cái quận mà về mặt tình hình dịch thì đứng ở trong top 10 của thành phố Hồ Chí Minh, rơi vào thứ 6, thứ 7 về cái số người mắc. Và có những cái phường thì cái quy mô dân số rất là lớn, đặc biệt là liên quan đến cái khu chế xuất Tân Thuận thì họ có 70.000 lao động. Và cái tình hình mắc của mấy những cái phường mà có những cái nhân công nhân lao động sinh sống cư trú ở trên địa bàn phường thì cái dịch đấy xảy ra rất là nhanh, và tôi thì đấy là đúng sống vào đấy, tôi sống đúng với khách sạn ở ngay cái phường trọng điểm nhất, thì cũng nhìn chứng kiến những cái cảnh ngày đêm khủng khiếp cái giai đoạn đầu của cái dịch thành phố Hồ Chí Minh. Thì đúng cái tình hình đấy thì chúng tôi cả đối các phường xét nghiệm ra không biết làm gì, không biết đưa đi đâu. Cái số người quá lớn, một ngày một mẻ người ta, một ngày mấy chục người liền, và trạm y tế của phường thì quá tải. Cứ phải đợi xong các thủ tục về hành chính cũng như là có xe để đưa các cái ca F0 vào các cái trạm, vào các khu cách ly tập trung hoặc lên các cái cơ sở bệnh viện điều trị. Các anh chị biết là cứ mỗi ngày như vậy là khoảng 3 giờ sáng thì mới xong một cái số người mà xét nghiệm F0 trong ngày đưa đi được lên vào khu cách ly. Và trong vòng thức liên tục như vậy, sáng lại tiếp tục làm xét nghiệm. Và liên tục như vậy trong vòng khoảng 5 đến 7 ngày thì gần như là nhân viên y tế của tất các tuyến xã phường là gục ngã. Và rất nhiều anh chị em của chúng ta tại trạm y tế là bị lây nhiễm COVID nốt, là cũng phải đưa đi cách ly. Rất là nhiều cái bối cảnh và cái tình hình cấp cứu thì các anh chị biết rồi, thành phố Hồ Chí Minh tại cái thời điểm đấy quá tải về cấp cứu. Có thể những người mà cần cấp cứu thì trong vòng một ngày hoặc là còn thậm chí là phải mất 6 đến 7 tiếng thì mới được đi cấp cứu. Phải có cái xe gọi xe cấp cứu để đưa đi. Thì đấy là một cái cảnh nhìn chúng tôi, bản thân cá nhân tôi đã được chứng kiến một cái cảnh khủng khiếp về cái dịch bệnh nó lây lan nhanh và kinh khủng như vậy ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước cái tình hình mà như vậy thì chúng tôi, bản thân chúng tôi là những người mà được hỗ trợ quận 7, thì tôi với một hai anh lãnh đạo nữa thì có phải tư vấn cho, lúc đấy là gọi là phải họp, gọi là anh chị biết là trong bên đảng chúng ta có thường vụ, họp thường vụ để đưa ra một quyết định và mang tính có thể gọi là xé rào một chút, là quyết định là xin để bệnh nhân ở nhà để chúng ta điều trị. Và làm sao để ưu tiên để đưa được tất những người chuyển nặng đi cấp cứu kịp thời. Thì chúng tôi mới, khi đấy cũng có, tôi cũng xin trao đổi với chiến thị Thu Anh ở đây, để chúng tôi đề xuất quận làm một cái mô hình là tổ y tế dân số, dân phố. Và các anh chị là tổ y tế dân phố gọi là, để sau thì quận quyết định thành lập
gọi là tên gọi là tổ y tế cộng đồng. Một phường có thêm một tổ như vậy. Và nhân lực thời kỳ đấy cực kỳ khó khăn về bác sĩ, báo cáo các anh chị như vậy. Và chủ yếu là chỉ lúc đấy chỉ còn là tình nguyện viên, bác sĩ tình nguyện viên. Ở các chủ yếu là các anh chị bác sĩ là đang đi học thạc sĩ hoặc chuyên khoa ở các bệnh viện, tình nguyện viên mà tham gia. Và đội ngũ các em trường đại học Y Thái Bình vào hỗ trợ lúc đầu là giai đoạn đầu để làm xét nghiệm, hỗ trợ làm xét nghiệm, đưa ra để làm tổ y tế cộng đồng. Và chị Thu Anh cũng giúp chúng tôi rất là nhiều trong cái việc là xây dựng các quy trình về mặt chuyên môn để xử lý. Và chúng tôi đã triển khai được cái mô hình cuối tháng 7 thì chúng tôi triển khai được cái mô hình là trạm và cái tổ y tế cộng đồng. Và sau khi mà mở ra thì có một cái đặc biệt chúng tôi ấn tượng mãi là mỗi ngày là cứ mỗi trạm y tế đấy là đưa đi là 5 đến 6 cái ca cần cấp cứu, cần vào chuyển bệnh viện cấp cứu. Đấy là chỉ ưu tiên là xử lý cấp cứu, gần như là thời gian để làm cấp cứu là mất hết cả ngày, cả đêm, cứ liên tục như vậy. Đến thậm chí là sau đấy, thời gian đấy là chúng tôi ở bên cũng rất là may là bên Phương Trang, chắc là anh chị miền Nam để biết cái xe Phương Trang rồi, họ mới hỗ trợ mỗi phường mỗi cái xe 16 chỗ cải tiến thành, bỏ hết ghế đi, đưa vào các cái cáng và các lắp bình oxy để triển khai cái xe cấp cứu, để xe cấp cứu để đưa cái người trong cái khu vực mà trạm y tế. Thì mỗi phường này có mỗi tổ y tế có luôn một xe ô tô để đưa đi cấp cứu. Đấy, thì chúng tôi giai đoạn đầu như vậy và trong cái thời gian ngắn thì xử lý được cái nhu cầu cấp cứu của người dân. Đấy, anh chị hình dung là ở chúng ta cấp cứu đến tận nhà đưa đi, nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm đấy một ca cấp cứu đến tận nhà rồi nhưng phải chờ xem bệnh viện nào nhận đã. Có bệnh viện nhận cho mới là cũng là một niềm hạnh phúc, bởi vì tất cả các bệnh viện đều quá tải và gọi đến bệnh viện nào thì cũng không nhận. Đấy thì cái đấy, cái thời kỳ đấy bệnh viện khu bệnh viện dã chiến 16 của bệnh viện Bạch Mai cũng mới bắt đầu mới khởi động thôi. Bản thân cá nhân tôi cũng đến khi bắt đầu khởi động để mà set up đấy thì bản thân cá nhân tôi để khảo sát ở ngay cái khu bệnh viện dã chiến số 16 cũng đóng trên địa bàn quận 7. Đấy thì rất là khó khăn trong việc triển khai. Do vậy cái vai trò lúc đấy là không những là chuyển điều trị mà cho bệnh nhân nữa, mà chuyển còn phải xử lý cấp cứu tại nhà nữa, trước lúc mà người dân được đưa đi được gọi là các bệnh viện chấp mà gọi là đủ có giường để cho vào cấp cứu thì gần như là cái giai đoạn đấy là phải cấp cứu tại nhà. Và toàn bộ cái hệ thống oxy quận 7, các anh chị ở trong lãnh đạo quận rất là linh động và ngay từ đầu đã thiết lập các bệnh viện song song đấy, đã thành lập bệnh viện dã chiến của quận luôn và đầu tư các cái bình oxy, các cái bồn oxy rất là to để đảm bảo cung cấp cái oxy điều trị tại nhà cho cái người dân ở trên quận 7 và thành lập các cái ATM oxy để hỗ trợ được tất cả oxy cho người dân. Thì trong cái bối cảnh đấy là không phải là gọi là tình huống bắt buộc, không phải là bắt buộc phải là gọi là chọn giải pháp điều trị ở nhà, mà chọn giải pháp điều trị cấp cứu ở nhà, mà bắt buộc phải làm cấp cứu ở nhà trước lúc mà để chuyển đi được các cái bệnh viện. Thì đến cái trong vòng một tuần sau thì cái tỷ lệ cấp cứu chuyển nặng khẩn cấp nó giảm hẳn xuống và cái số bệnh nhân mà tử vong ở nhà giảm hẳn xuống. Báo cáo anh chị như vậy. Thì trong rất thời gian ngắn khi mà các cái tổ y tế lưu động này được hình thành. Đấy, thì đến khoảng đầu tháng 8 thì tôi được rút về và được bộ giao cho xây dựng cái tham mưu để xây dựng cái hướng dẫn trạm y tế lưu động. Đấy, thì khoảng 15 thì tôi về thì khoảng đến 17 thì được giao làm cái này, 18 làm được. Thì trong 2 ngày đến ngày 21 tháng 8 năm 21 thì bộ đã ban hành được cái quyết định số 4042 về việc thành lập trạm hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động. Lúc đấy phải nói chỉ dùng nhắm tạm thời thôi, bởi vì có những cái nó không phù hợp với các quy định hành lang pháp luật của các cái luật khác nữa. Nên là tạm thời để làm sao để cứu người dân thì thành lập được trạm y tế lưu động. Và đồng thời là bên bộ và bộ trưởng chúng ta đã làm việc và được sự chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia là phối hợp với bên quân đội để làm sao điều được cái lực lượng quân y
vào để hỗ trợ để thiết lập các cái tham gia vào cái trạm y tế lưu động này. Thì đấy là một cái bối cảnh thì tôi xin nói tóm tắt lại một chút cái bối cảnh để triển khai cái trạm y tế lưu động. Và đến nay bản thân cá nhân tôi nghĩ là đối với người mà làm trực tiếp của quận 7 thì nó rất là thành công. Vì thành công ở chỗ này, cái tỷ lệ tử vong cái từ đầu dịch cho đến cái tại cái thời điểm mà cuối tháng 8 thì quận 7 đưa các số liệu báo cáo là chỉ rơi 2,5% thôi. Trong lúc của thành phố Hồ Chí Minh cũng có số liệu là 5,7% trong cái số liệu báo cáo về cái tỷ lệ tử vong. Thì đây một cái rất là thành công. Và các về sau nữa thì cái tử vong của quận 7 rất là ít. Đấy, nên là cái chủ yếu là những cái ca tử vong về sau là do những cái ca mà trước mà thời gian cái liên quan đến cái bệnh nặng giai đoạn trước thì lại cũng nhiều. Thì đấy, những cái bối cảnh chúng tôi thấy là cái tác dụng của cái trạm y tế lưu động đối với cái trong công tác giảm thiểu tử vong đặc biệt và giảm thiểu cái gánh nặng cho cái bệnh viện điều trị. Thì cái sứ mệnh của cái mô hình trạm y tế trước lúc ra đời thì chủ yếu là được thiết lập nhằm giúp người dân trong vùng dịch tiếp cận được với các dịch vụ y tế nhanh nhất và sớm nhất, và từ cơ sở đấy để có biện pháp chuyển lên tuyến kịp thời, triển khai xét nghiệm nhanh COVID tại cộng đồng và tiêm vaccine và ngừa vaccine COVID-19. Thì các cái sứ mệnh lịch sử của nó rất là quan trọng trong cái bối cảnh dịch như tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Thì về chức năng thì các anh chị cũng thể có nghiên cứu trong cái mô hình, nhưng cái này là mô hình tạm thời thì tại thời điểm đấy là cũng định là bảo là cái chức năng này phải giao luôn cho trạm y tế để họ triển khai, nhưng mà trạm y tế tại địa điểm đấy cũng không đủ sức nên là giao cho trung tâm y tế quận huyện thiết lập để hỗ trợ để triển khai, nhưng mà trên nền tảng là ban chỉ đạo về phòng chống COVID của quận huyện để triển khai mới triển khai được. Thì cái này thì cái triển khai các hoạt động kết nối giữa chăm sóc quản lý người COVID tại nhà và tại bệnh viện và với chăm sóc tại bệnh viện và phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển viện kịp thời, cung cấp các dịch vụ sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh, cơ sơ cứu và chuyển tuyến kịp thời cho các bệnh thông thường. Đấy, thì cái chức năng ở đây thì khi mà thiết lập ra là để mà thực hiện 50 nhiệm vụ. Đấy là cái việc là cái quản lý một cái lượng F0 tại nhà, tại cộng đồng, triển khai các cái xét nghiệm test nhanh hoặc là lấy cái mẫu PCR để gửi test nhanh. Thì bởi vì trong thời gian đấy các cái gia đình mà cần có triệu chứng báo lên các cái này thì phải triển khai lại xét nghiệm và chẩn đoán luôn. Rồi công tác truyền thông. Thì ngoài ra thì phối hợp với tiêm chủng. Thì cái này thì tùy theo các tỉnh, các đơn vị, như ở thành phố Hồ Chí Minh thì không thể triển khai được công tác tiêm chủng, nhưng có thể theo dõi các cái phản ứng sau tiêm chủng và hỗ trợ một số các cái trường hợp sau tiêm có cái biểu hiện các cái triệu chứng hoặc là giải đáp cho người dân. Tư vấn và chuyển tuyến các trường hợp cần tiêm tại cơ sở y tế trong khi tiêm chủng và khám và điều trị cấp cho thuốc cho các bệnh khác. Thì cái vai trò của cái khám điều trị cấp thuốc cho bệnh khác rất là quan trọng và quan trị như vậy trong các cái cơ sở, các cái khu mà phong tỏa cách ly thì người dân ở đấy không biết là có mua thuốc ở đâu, không đi được ra khỏi nhà, không triển khai được. Nên là cái việc cấp thuốc cho người bệnh rất là quan trọng và khám các bệnh mãn tính. Trong khi anh chị biết là phong tỏa là kéo dài đến hàng vài tháng trời liền, người dân hết thuốc lại thuốc thông thường, nên là sinh ra nhiều cái người mà bị tiểu đường và có bị mà thiếu thuốc trong cái giai đoạn đấy, cũng là anh chị cũng đã đề cập về việc ảnh hưởng do cái việc là đường máu tăng do thiếu thuốc và triển thoái các cái cấp cứu khác. Thì cấp cứu đặc biệt là rất là nhiều trường hợp mà cái trạm y tế tại tổ y tế cộng đồng từ đấy đã cấp cứu cả như kiểu người phụ nữ mang thai, đẻ hoặc là chuyển dạ bất thường, các cái cấp cứu liên quan tai biến nội khoa, các cái tai biến và cũng đưa đi cấp cứu, thì tại thời điểm đấy rất là quan trọng trong cái nhóm về mặt các cái trạm y tế lưu động. Về số lượng thì cũng đã quy định là chỉ có những nơi nào mà có triển khai cái đảm cái việc là quản lý F0 tại nhà thì chúng ta mới triển khai cái trạm y tế lưu động. Thì làm sao là mỗi trạm y tế lưu động đảm bảo được cái cụm dân cư thì có khoảng 50 đến 100 cái trường hợp nhiễm COVID thì được cách ly tại nhà thì có một cái trạm y tế. Đấy, thì ở đây cũng là mong muốn khi mà thành lập ra là để chủ yếu là phục vụ để mà theo dõi và chăm sóc cái người nhiễm COVID mà được cách ly tại nhà hoặc chăm sóc tại nhà. Đấy, tuy nhiên thì sau này thì cũng
có một số tỉnh thì trên cơ sở đấy cũng là thành lập, mặc dù là cũng không có các cái F0 tại nhà bởi vì các khu vẫn là triển khai cách ly được, nhưng mà cũng có một số cái vai trò quan trọng, ví dụ như là các F1 theo dõi, F1 làm xét nghiệm, tiêm vaccine, vân vân, thì một số tỉnh đã triển khai thêm cái, cũng có triển khai cái trạm y tế lưu động, nhưng mà cái vai trò chính của nó không được không thực hiện, bởi vì là do cái chúng ta không cách ly, chúng có chủ trương cách ly F0 tại nhà nên chúng ta không thực hiện được. Thì chủ yếu ở đây thì chúng ta cái trạm y tế lưu động này là phải gắn tới người dân, là lên các cụm dân cư mà có cái khu vực dịch nguy cơ cao, rất cao, chúng ta mới triển khai các cái trạm y tế lưu động. Về mặt chọn cái vị trí của làm việc thì khi mà thiết lập các cái trạm y tế lưu động này thì chúng ta phải có một cái vị trí, cái địa điểm, cái trụ sở để cho các cái trạm y tế lưu động. Thì cái này chúng ta giao cho Ủy ban Nhân dân xã chọn cơ sở phù hợp, như vậy chọn các nhà văn hóa, các cái trường học, trường mầm non, trung tâm thể thao và các cái cơ sở y tế tư nhân, thì tùy theo điều kiện cụ thể của mỗi khu vực, mỗi địa phương thì chúng ta có thể chọn cái địa điểm. Nhưng mà tôi thấy là phù hợp nhất là chọn các cái nhà văn hóa của các cái tổ dân phố mà nơi có dịch cao. Thứ hai là các cái trường hợp là trường học mầm non, thì ở đây nó vừa đảm bảo cái diện tích thoáng và yên an cho các cái nhân viên y tế chúng ta được nghỉ ngơi thoải mái, và các cái vì là có sẵn các cái điều kiện cơ sở vật chất, ví dụ như là các cái đảm bảo về mặt sinh hoạt, vệ sinh, chỗ ăn, chỗ ngủ, vân vân, để đảm bảo cho cái trạm y tế lưu động thì trong cái dã chiến như vậy mà không triển khai. Tất nhiên là trong cái trường hợp mà không có công trình các sẵn có thì cũng phải thiết lập cái nhà dã chiến, nhà di động để cái tạo hoạt động trí cho phù hợp. Thì có những cái khu chung cư thì có những người mắc COVID-19 thì người ta cũng lấy thành lập luôn một cái trạm y tế trong cái khu chung cư, cái nhà sinh hoạt chung của khu chung cư ấy thành thành một cái trạm y tế lưu động để hỗ trợ người dân ở trong khu dân cư. Tiếp theo liên quan đến nhân lực trong y tế thì đây là một cái khó khăn nhất mà khi mà triển khai trạm y tế lưu động, bởi vì như tại thành phố Hồ Chí Minh muốn làm thì cũng không có nhân lực nữa để làm, đây là một cái khó khăn nhất. Đấy, thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn thì mỗi trạm y tế phải có tối thiểu 5 nhân viên y tế, thì trong đấy phải có một bác sĩ phụ trách, mong muốn là như vậy. Tuy nhiên là có những bối cảnh không có thì cũng đành chịu mà vẫn phải triển khai trạm y tế và có thể triển khai các cái mô hình khám bệnh từ xa, hỗ trợ từ xa, vân vân, để mà đảm bảo được tiếp cận người dân và đưa được người dân đi cấp cứu. Thì trong cái bối cảnh bắt buộc như thế thì chúng ta thấy chỉ cần sinh viên năm cuối của trường các cái trường đại học y là cũng đã thể hỗ trợ được rồi. Đấy, thứ hai nữa kết hợp với các cái nhân viên các cái nhân viên y tế khác và hoặc là các cái lực lượng thanh niên tình nguyện của chính quyền địa phương, thì trong như kiểu ở thành phố Hồ Chí Minh thì một số nơi như ở quận 7 thì chúng tôi cũng có thấy là cái hội chữ thập đỏ rất là quan trọng và đoàn thanh niên phường thì cũng rất là quan trọng trong việc tham gia cái tổ y tế lưu động hoặc là cái trạm y tế lưu động. Thì các cái, những người phải có những người ở địa phương thì họ thông thuộc cái địa bàn ngóc ngách để khi mà người dân kêu xuống cấp cứu là cũng có người đưa đi được ngay. Thế còn nếu như mà các cái nhân viên y tế mà bác sĩ được quân y vào đấy đi lại tìm các cái ngóc ngách của các gia đình rất là khó khăn, nên là phải có một cái chữ đội phối hợp như là đoàn thanh niên hoặc là hội chữ thập đỏ của phụ nữ của phường để người ta hỗ trợ để đưa đến xuống nhà người dân. Đấy, thì cái cách mà huy động nhân viên y tế thì rất là nhiều cái cách khác nhau, nhưng mà cái tại thời điểm đấy thì mong muốn là các nhân viên y tế là trong biên chế mà không đủ nữa thì huy động và tham gia của đội ngũ nhân viên y tế tư nhân mà làm việc hoặc sinh sống ở trên địa bàn, hoặc là những người mà nhân viên y tế đã nghỉ hưu trên địa bàn. Nói thế thôi nhưng không phải đơn giản để huy động được, vì là chúng ta thấy là những người nghỉ hưu thì lớn tuổi rồi, người ta cũng sợ, bởi vì các anh chị chứng kiến ở trong khi đứng vào trong cuộc thì mình chứng kiến cảnh sợ là liên quan đến cái COVID như thế nào. Đấy, thứ hai là nhân viên đội ngũ nhân viên y tế tư nhân thì người ta lại không sinh sống ở trên cái địa bàn đấy, và người ta các cái thường thường là khi mà có dịch mà khủng khiếp như vậy thì lại họ lại đóng cửa, họ không mở cửa nên cũng không huy động được nhân lực tư nhân, nên cái nguồn nhân lực này chúng ta phải hoàn toàn chủ động trong cái bối cảnh lên kịch bản, trong những cái bối cảnh mà nó xảy ra cần thiết lập trạm y tế tại các địa phương cũng hết sức lưu ý ở trong việc cái phần nhân lực, bởi vì không có nhân lực thì chúng ta cũng không thể triển khai được các hoạt động này.
Về trang thiết bị thì như các bài của bác sĩ Thạch và anh chị Thư ở buổi sáng này cũng đã giảng cho anh chị, thì chúng ta thấy là đối với trạm y tế lưu động thì cũng không cần đòi hỏi nhiều về mặt trang thiết bị, chủ yếu là các cái công cụ đơn giản. Nhưng mà bản thân cá nhân tôi cho rằng có hai cái thiết bị mà rất rất quan trọng trong cái việc mà triển khai trạm y tế lưu động, đấy là cái máy đo SpO2, đấy, cái đo cái nồng độ oxy trong máu. Bởi vì là các anh chị biết rồi, ở đây thì đối với cái bệnh COVID này, chúng tôi thấy thực tế ở địa bàn là cái những người mà bắt đầu có cái dấu hiệu thiếu oxy thầm lặng thì bản thân người ta rất là khỏe, vẫn là bình thường, vẫn chạy chạy phải bình thường. Khi mà tụt ở dưới từ 90 cho đến 95 thì cái gần như là không có cái triệu chứng gì ở trong cái nồng độ oxy máu ở cái mức độ phần trăm như vậy. Đấy, nhưng mà khi mà tụt xuống dưới 90 cái thì bắt đầu biểu hiện triệu chứng, và thậm chí trong một thời gian ngắn là chuyển sang trạng thái lơ mơ rất là nhanh. Đấy, cái này và đặc biệt là những người mà chúng tôi thấy nhìn thực tế là những người có béo phì, thì khi cái tốc độ mà chuyển biến từ cái giai đoạn thiếu oxy thầm lặng mà rất là khỏe mạnh bình thường cái sang giai đoạn thiếu oxy trầm trọng bắt đầu nó chuyển rất là nhanh. Và các anh chị như vậy nên là có được cái máy SpO2 để đo định kỳ thường xuyên cho các bệnh nhân COVID tại nhà rất là quan trọng. Nhưng tuy nhiên tiếc rằng là mặc dù thành phố Hồ Chí Minh thì cũng là một cái thành phố về dân số thì đời sống dân số cũng tốt hơn, nhưng không phải người dân nào cũng gia đình nào cũng sắm được cái máy đo SpO2. Thì ở đây có tiến sĩ Thu Anh thì hồi đấy chúng tôi cũng huy động rất là nhiều, đặc biệt là trong khu thành phố Hồ Chí Minh thì cái khu mắc thì chủ yếu là khu người nghèo nhiều hoặc là các cái gia đình nghèo khó khăn, thì chúng tôi huy động và cho cái máy SpO2 để cho mượn để các cái gia đình mà có SpO2 có người COVID thì cho mượn để đo. Thì huy động mỗi gần như là mỗi trạm y tế như vậy tại thời điểm đấy huy động đến 60-70 cái chiếc SpO2, và mỗi trạm cần để lưu lại khoảng 5 chiếc thôi, còn là những xét những cái gia đình nào khó khăn mà không mua được thì chúng ta hỗ cho họ mượn, để thợ cho họ mượn để cho cái máy đo SpO2 này để họ đo tại nhà. Cái thứ hai là các cái bình oxy, cái tôi nghĩ là cũng rất là quan trọng, cái loại bình oxy mà cái loại 5 lít sau này tôi đi triển khai nhiều nơi, có nơi thì loại 5 lít thì không sắm, loại toàn sắm loại 20 lít B không được vân vân. Thì cái quan trọng nhất là cái loại bình oxy 5 lít đấy, một hai là nếu cần thiết nữa trên xe ô tô thì cái loại để đặt loại xe loại lớn hơn. Những loại 5 lít này để xách đi nó đơn giản và đưa vào trong các cái gia đình, các cái ngõ ngách đi lại nó thuận tiện, bởi vì anh chị biết là có ngách chỉ đi được xe máy thôi chứ không có ô tô để đi, và chúng ta phải bê từ cái bình này mà đeo theo xe máy để đưa vào nhà. Trong bối cảnh là bệnh nhân thì đưa vào nơi thì nguyên tắc thì bệnh nhân cần đi bệnh viện chúng ta phải chở đi ngay đấy, nhưng mà cũng muôn hình các cái bối cảnh trong khi mà triển khai là có những người nặng nhưng họ không muốn đi, họ muốn chết ở nhà, họ nói thẳng như thế luôn và họ không muốn đi đấy. Có những chỗ lúc thì chúng ta thấy là chờ được để mà gọi điện để mà đưa vào bệnh viện nào thì cũng phải chờ được rất lâu mới có được cái nơi để tiếp nhận để đưa vào, thì tất cả những đấy đều cần phải có oxy để hỗ trợ đấy. Đặc biệt là khi mà cái oxy mà thiếu oxy thầm lặng đấy, khi bấy đấy khi cho sử dụng thuốc, bắt đầu triển khai tiến sử dụng thuốc kháng viêm chống đông sau, thì anh chị thấy là khi mà sau lại thở oxy thì cái nồng độ oxy lên rất là nhanh và bệnh nhân lại trở lại được bình thường rất là nhanh. Thế thì nhiều cái trường hợp như thế họ cũng không muốn đi bởi vì họ đã nghe đồn đi vào lúc đấy là nguy hiểm và các thứ vân vân, là nhiều người ta không đi và người ta làm đơn là tự nguyện, là có vấn đề gì rồi là xảy ra thì họ chịu trách nhiệm và họ xin mong muốn là được ở nhà, và do vậy cái nhu cầu cái xử lý ở nhà cũng rất nhiều. Và trong cái bối cảnh thực tế đối với trạm y tế lưu động và có anh chị như vậy, trên thực tế là người ta điều trị ở nhà rất nhiều, mặc dù có những cái dấu hiệu triệu chứng bắt đầu thở oxy nhưng mà khi thở oxy tốt và các bác sĩ theo dõi tốt thì người ta vẫn xin ở nhà. Thì đây là cái thực tế cho thấy cái thực tiễn để cho thấy là cái nhu cầu mà không cần phải đi viện mà họ nhu cầu tiêu chuẩn thì phải được đi viện rồi, nhưng mà cái mong muốn của người dân không muốn đi thì nó cũng xảy ra, và nhiều người dân họ có điều kiện họ cũng sắm đồ để người ta tự điều trị ở nhà. Thật sự nghe anh chị như vậy nên là tại sao bác sĩ Thạch có nhiều cái trường hợp vào trong đấy là có cái biểu hiện nặng và
do là dùng cái thuốc chống viêm chống đông nó không đúng. Đấy, nhưng cái đấy là do phần lớn là người dân người ta chủ động tự điều trị. Đấy, thứ hai nữa là đường huyết là tăng. Thì đấy những cái lý do mà quá trình người dân, cái thông tin người dân đọc trên mạng người ta tự xử lý ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn sau này là rất là lớn, báo cáo anh chị như vậy. Rồi các cái đồ thiết bị về phòng hộ cá nhân thì chúng tôi thấy là trong cái quá trình mà đi triển khai điều trị thì cái phòng hộ cá nhân thì đặc biệt là cái khẩu trang và các cái bệ giọt kính chắn giọt bắn rất là quan trọng để, trong quá trình mà để phòng cho các anh chị em tránh bị lây. Trong thực tế là các cái trạm y tế lưu động và trạm y tế các cái tổ y tế cộng đồng thì tôi thiết lập triển khai đấy thì có một số em sinh viên bị lây hoặc một số bác sĩ cũng bị lây lây nhiễm chéo trong quá trình mà đi triển khai. Đấy, bởi vì là thay vì để các anh chị bảo anh chị là khẩu trang ấy, cũng không biết là mình đang được dùng khẩu trang thật hay khẩu trang giả nữa cơ. Đấy là những cái rất là khó khăn. Trong cái thiếu lúc đấy thiếu khẩu trang, thiếu thuốc, thiếu đủ các thứ. Đấy, nên là cũng rất là khó khăn. Rồi trang bị các cái sinh phẩm xét nghiệm nhanh để cho các trạm y tế lưu động có thể xuống và làm xét nghiệm nhanh cho các cái gia đình có cái biểu hiện triệu chứng hoặc là các cái thành viên của gia đình F0, vân vân. Và những cái một cái mà chúng tôi đây là cái bài học mà kinh nghiệm cho cái triển khai cái tổ chức cái điện thoại di động để mà thực cho cái trạm y tế lưu động thì cái này xin phép là nói anh chị ngoài lề thôi. Nhất là khi mà triển khai trạm y tế lưu động tôi viết vào văn bản rất là nhiều, rất là cụ thể, mục đích là viết vào đây là có cái điện thoại. Mỗi trạm y tế là phải tổ chức ít nhất là hai cái số điện thoại để cho người dân và thông tin cái số điện thoại này cho người dân để người dân trực tiếp khi nào có các cái dấu hiệu nghi ngờ hoặc là có biểu hiện cần cấp cứu vân vân hoặc có cái dấu hiệu của COVID cần cấp cứu thì người ta sẽ gọi điện cái số điện thoại mà cái số điện thoại này là số điện thoại trang bị cho các cái trạm y tế lưu động. Nhưng trên thực tế một số phường hoặc là một số quận lại không lấy cái không trang bị cái số điện thoại mà lấy luôn cái số điện thoại của bác sĩ. Đấy, hoặc là những người đặc biệt là những cái bác sĩ mà các cái của lại một số trạm y tế lại điều động nhân viên ở trạm của trạm y tế cố định sang làm trạm y tế lưu động lấy hoặc là trưởng trạm y tế cố định cũng kiêm luôn làm trưởng trạm y tế lưu động và thông báo điện thoại của các cái trưởng trạm đấy cho người dân. Đấy, thì cái này thì thực sự là nên mà các cái trưởng trạm hoặc là các cái bác sĩ đấy thì luôn luôn bận hoặc là kể cả bác sĩ của các cái trạm y tế lưu động hoặc phải quân y khi mà đến nhà người dân là rất là hạn chế việc lôi máy điện thoại ra nghe. Đấy, nên là người dân gọi vào là không nhận được số, không biết được. Thì anh bị biết rồi, trong một ngày chỉ cần khoảng 100 cuộc gọi, nó chỉ cần 2 ca là cần gọi cấp cứu thôi, chứ còn đến 98 ca là gọi chủ yếu là để tư vấn, chứ không cần phải đến nhà ngay để mà cấp cứu, để điều trị, chỉ cần tư vấn qua điện thoại điều trị, hoặc là sắp xếp lên lịch thời gian để xuống nhà để mà điều trị, hỗ trợ. Đấy, nhưng mà có 2 ca cấp cứu, thì cái những 2 ca cấp cứu mà gọi vào đúng những người mà bác sĩ đấy mà đang bận hoặc không làm việc, thì người ta không bắt máy thì rất là đáng tiếc nó xảy ra là người ta thất vọng và không nhận được cái phản hồi là một. Thứ hai là một số cái tình huống là về đêm các anh chị biết rồi làm việc mệt mỏi thì về đêm là ngủ say không bắt máy hoặc là có những người quá mệt mỏi kéo dài rồi người ta tắt máy thì người ta đi ngủ vì đảm bảo sức khỏe để ngày mai chiến đấu tiếp. Đấy thì những cái đấy là thật sự anh chị là khi mà chính quyền chúng ta tổ chức cái truyền thông cái việc cung cấp các cái số điện thoại cấp cứu cho người dân mà sử dụng cái số điện thoại cá nhân để cung cấp cho người dân là một cái sai lầm trong cái việc triển khai cái tổ chức cấp cứu. Đấy, cái mà cái quan trọng là chúng ta phải bố trí được các cái hai cái số điện thoại thường xuyên phải gọi là số hotline và phân công nhân viên để mà trực liên tục 24/7 để đảm bảo cái việc là thông suốt cho người dân để người dân gọi điện đến lúc nào cũng có người nghe máy trong hai số đấy và liên quan được hai cái người nghe máy đấy không cần phải là nhân viên y tế mà chỉ cần huy động cái lực lượng tại chỗ, ví dụ như là có thể là đoàn thanh niên hoặc là hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ hoặc là các thầy cô giáo mà đợt đấy mùa hè thì có thể tham gia vào người ta nghe máy thì ta ghi chép lại các thông tin
Và khi mà có thông tin mà cần cấp cứu thì người ta chuyển ngay được cái người cần và gọi điện đến xuống là có đưa đưa người với đưa xe xuống là đi cấp cứu ngay, thì nó rất là thuận lợi. Đấy, còn nếu mà chúng ta lại tổ chức cái điện thoại hotline để sử dụng luôn cái số điện thoại của trường trạm y tế thì nhiều lúc là chúng ta người dân gọi vào là tò tí te, thật sự là các anh chị như vậy. Nên là cái đấy là một cái rút kinh nghiệm cho những cái tỉnh mà sau này triển khai, là chúng tôi đề nghị những cái đấy là phải thành như một cái quy chuẩn để đảm bảo cái việc là thông suốt về điện thoại. Rồi có những cái tỉnh thì như này là sử dụng cái tổng đài 1022, thì bác anh chị biết là chúng tôi học với câu hỏi và thống kê là có những ngày một cái tỉnh đấy nhận khoảng 12.000 cuộc gọi trong một ngày, nhưng chỉ tiếp cận và trả lời được có 3.000 cuộc gọi thôi, vì không đủ về mặt nhân lực và đường nữa. Như vậy thì khoảng 9.000 cái người dân gọi điện đến là không được đáp ứng về mặt thông tin. Thì lỡ may trong 9.000 đấy có một vài phần trăm nhỏ thôi là cái người đang cần cấp cứu ngay thì chúng ta cũng không xử lý được. Đấy là một cái mà chúng ta thấy là mỗi trạm y tế là cần phải có trạm để cho người ta gọi điện đến và tiếp nhận, thì không thể dựa vào các cái tổng đài và cần phải truyền thông mạnh mẽ. Tiếp theo là phải có cái máy tính để kết nối, thế sử dụng các phần mềm chuyên dụng để quản lý người nhiễm COVID. Thì cái này chúng tôi mong muốn để triển khai các tỉnh, triển khai các phần mềm. Tuy nhiên thì gần như là đều làm bằng tay và không triển khai được cái hoạt động này. Về trang thiết bị trong cái khám chữa bệnh thông thường thì các cái thiết bị này thì cũng giống như các viện trạm y tế. Rồi danh mục thuốc thì các cái thuốc thiết yếu trong danh mục thuốc dành cho trạm y tế và các loại thuốc điều trị COVID cộng đồng theo hướng dẫn Bộ Y tế, chủ yếu là thuốc hạ sốt, chống đông, chống viêm, Orezon, đúng không ạ? Rồi là bên như thành phố Hồ Chí Minh thì có cái thuốc là kháng virus, thì đấy là chúng ta cho cái trang thiết bị. Đặc biệt ở đây là lưu ý là các thuốc trang thiết bị thông thường của trạm y tế xã hiện đang hiện hành thì chúng ta phải có, ví dụ như là các cái thuốc liên quan đến tiểu đường, huyết áp hoặc các cái thuốc cấp cứu khác thì chúng ta phải đảm bảo, hoặc là các cái thuốc kháng sinh thì phải đảm bảo để đảm bảo điều trị rất rất nhiều các bệnh khác, mà khi mà chúng ta phong tỏa cách ly kéo dài thì rất nhiều các bệnh khác ở trong cộng đồng mà cần phải điều trị thì chúng ta phải cần để đa dạng nguồn thuốc. Rồi phương tiện vận chuyển thì cái này phải cần có một cái hệ thống xe ô tô hoặc là phối hợp với hệ thống để đảm bảo để chúng ta đưa đến cấp cứu kịp thời khi mà có người cấp cứu. Về cơ chế tài chính thì ở đây thì có một cái chúng tôi đưa vào, đấy là liên quan đến quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khám chữa bệnh đối với những người có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm y tế. Thì cái này thì chúng tôi cũng quá trình làm thì cũng đã đưa ra xin ý kiến bên bảo hiểm xã hội, thì liên quan đến cái việc cái quy chế này thì họ đồng thuận. Tuy nhiên là trong quá trình triển khai thì địa phương cũng nhiều cái nơi rất là máy móc về mặt hành chính thủ tục, họ người ta đã cho phép và Bộ Y tế đã chấp nhận phải hướng dẫn như này. Đấy là không đến nơi thì người ta lại bảo liên quan đến cái vấn đề là chức năng nhiệm vụ, rồi là vấn đề đến cho có giấy hành nghề hay không, vân vân, rồi cuối cùng không triển khai được cái nhiệm vụ này. Thế nhưng mặc dù là có Bộ Y tế đã hướng dẫn triển khai và đồng thuận của bên bảo hiểm xã hội, thì là trách nhiệm thực hiện thì ở đây thì có chúng tôi nhấn mạnh cái vai trò của ban nhân dân cấp huyện. Đấy là việc là và cho phép và quyết định ban hành cái trạm y tế lưu động này gần như là một cái giấy phép để hoạt động, để phép y tế triển khai được, phối hợp để triển khai được dùng cái thuốc bảo hiểm để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân tại nhà. Rồi các ủy ban nhân dân cấp xã thì làm những cái gì, trung tâm y tế cấp huyện thì làm cái gì thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn ở trong đấy. Đặc biệt là trạm y tế lưu động thì chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh cái vai trò trực cấp cứu 24/7 để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Rồi các biểu mẫu phí liên quan đến thanh toán bảo hiểm y tế, sử dụng bảo hiểm y tế, các cơ quan bảo hiểm y tế vân vân thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn. Thì đấy là một số cái nội dung liên quan đến cái hướng dẫn cái quyết định 4042 của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai cái mô hình là trạm y tế lưu động. Thì báo cáo anh chị khi mà triển khai trạm y tế lưu động thì chúng tôi cũng đã đi vào thực tế. Khi mà về Hà Nội xong thì sau khi mà ký ban hành, tôi cũng bản thân cá nhân tôi lại tiếp tục quay vào lại miền Nam và hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và hỗ trợ cả Bình Dương để triển khai cái trạm y tế. Và trong quá trình đi hỗ trợ thì hôm đấy Bộ trưởng đi thấy tình hình là một trạm y tế là cũng không đảm bảo được cái chăm sóc, bởi cái số lượng cái bệnh nhân nó quá lớn. Đấy, và thì cứ tin nhắn tới tấp đến và Bộ trưởng chứng kiến, và Bộ trưởng yêu cầu là thiết lập thêm một cái gọi là cái tổ chăm sóc
người nhiễm COVID tại nhà. Thì tổ chăm sóc này là do Ủy ban Nhân dân phường quyết định. Thì trong lúc đấy thì đến ngày 10 tháng 9 thì chúng tôi có ban hành trình cho Bộ trưởng ký, lãnh đạo bộ để ký ban hành cái quyết định 4349 là liên quan đến cái thành lập, cách hướng dẫn thành lập cái tổ chăm sóc người nhiễm người nhiễm COVID tại cộng đồng. Thì trong đấy thì lấy cái vai trò chủ đạo là tổ trưởng của dân phố hoặc là bí thư dân phố đấy, và chỉ cần một cái nhân viên y tế thôi, cũng không phải là bác sĩ, để làm sao mà hỗ trợ được, kết nối được với trạm y tế lưu động để triển khai được cái chăm sóc cái người dân được tốt hơn. Bởi vì trạm y tế lưu động lúc đấy cảm thấy là chưa đủ để mà đảm bảo bao phủ hết được cái nhu cầu thực tế nó lớn, thì Bộ trưởng có yêu cầu là thành lập ra quyết định ban hành. Tuy nhiên là trong thời gian có trạm y tế thì cái tác động của cái trạm y tế vào cộng với thời kỳ đấy thì cái dịch nữa, cái tiêm chủng được mở rộng, thì nên là giảm được cái nguy cơ của người dân bị chuyển biến nặng ở trong cộng đồng. Nên là đến nay thì hiện nay trạm gọi là cái tổ chăm sóc người nhiễm COVID tại cộng đồng thì mới hình thành ở trên giấy, để hiện thành các quyết định mà không cần đến với việc triển khai một cái tổ chăm sóc người nhiễm COVID tại cộng đồng để triển khai. Thì đấy là một số các cái nội dung. Thì tôi cũng muốn chia sẻ một chút một số cái bài học kinh nghiệm mà bản thân cá nhân tôi được trải nghiệm trong cái quá trình mà triển khai trên cái trạm y tế lưu động ở các nơi. Thì chúng tôi thấy là tùy theo từng bối cảnh, từng tỉnh, từng thành phố mà chúng ta có quyết định có cái khác nhau, và thậm chí cái vai trò chức năng nhiệm vụ ở khác nhau. Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh thì trạm y tế lưu động thì chỉ chuyên về để hỗ trợ được phát hiện sớm, chuyển viện kịp thời cho những người chuyển biến nặng. Đấy là cái vai trò số 1 và ưu tiên số 1. Cái thứ hai là triển khai được chăm sóc cái người COVID tại nhà, và có triển khai xét nghiệm cho những cái người mà đang có biểu hiện triệu chứng nghi ngờ hoặc là thành viên các gia đình, thì triển khai mấy cái nhiệm vụ chính thôi. Chứ còn các việc được thông tin truyền thông hoặc là tiêm chủng thì gần như là người ta không cần phải triển khai. Thì cái đấy là một cái mà chúng tôi nghĩ là của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên lên Bình Dương trạng thái thì lại chuyển sang trạng thái khác. Đấy, khi mà chúng tôi đi Bình Dương ấy, thì họ lại có rất là nhiều các cái khu cách ly tập trung, các khu công nghiệp, nên là có những cái khu cách ly mà chúng tôi vào đến có đến 7,000 người sống trong cái khu cách ly. Các anh chị hình dung nó khủng khiếp như nào. Đấy, thì cái kinh nghiệm mà khu cách ly ở đây chúng tôi cũng có một cái kinh nghiệm thấy là 7,000 người thì trong cái khu cách ly đấy thì các anh các chị lại làm một cái có sẵn cái chòi ở trên để quan sát, thì làm một cái thành tạm để mà đóng các bác sĩ ở trên đấy để khám. Thì vô tình bao nhiêu không khí của cái nghe đóng lại ngoài ngoài cửa lại ở tầng hạ lại lên một cái góc tầng, không phải là tầng hai nữa mà nó gần như nó cái chòi lên, thì bao nhiêu virus nó truyền hết lên cho các anh chị đấy. Và thế là trong một thời gian ngắn là một loạt các anh chị ở đấy cũng bị nhiễm COVID. Đấy là những cái mà cách cái triển khai rất là thực tế ở trong Bình Dương, bởi vì số lượng quá lớn cũng không tránh khỏi. Thì hai là Bình Dương thì khi mà đông người quá trong một cái khu cách ly thì cũng xảy ra các cái vấn đề phức tạp trong xã hội, đặc biệt là các cái không thể thiết kế đủ để cái nhà ở giường thì ốp giường các thứ thì lưu động thì dễ, nhưng mà cái chỗ vệ sinh không có, sinh ra rất nhiều các cái vấn đề xã hội trong đấy, và dẫn đến đánh nhau rồi đủ các kiểu, rồi cơm cũng không đủ ăn, rồi cướp cơm, cái thì các anh chị cũng thấy nhiều. Thì đối với Bình Dương thì chúng tôi thấy là sau đấy thì lại đưa ra một cái quyết định nó khác hơn, là các cái trạm y tế lưu động này thì đối với các cái ở Bình Dương mà người ta không cách ly, ban đầu là xét nghiệm cái là đưa đi vào khu cách ly và không để tại nhà, nhưng mà vào khoảng 4-5 ngày hoặc là ngày sau hoặc 7 ngày mà xét nghiệm âm tính là người ta cho về nhà để là theo dõi. Thì lúc đấy cái vai trò của trạm y tế là theo dõi các cái ca F0 từ các cái cơ sở khu cách ly, mà khi mà xét nghiệm nhanh âm tính là đưa về nhà là theo dõi tiếp đủ 14 ngày. Đấy thì cái những cái đấy. Và cái lượng mà cách ly của Bình Dương thì chủ yếu là công nhân nên họ khỏe, nên là cái việc theo dõi tại nhà nó cũng đỡ hơn, nên là họ tập trung nhiều với công tác triển khai cái xét nghiệm hoặc như là tiêm chủng. Khi mà quân đội vào hỗ trợ thì trong thời gian ngắn thì cũng tổ chức mạnh nhanh được cái việc xét nghiệm, hoặc là chiến lược về mặt xét nghiệm thần tốc, hoặc là tăng độ bao phủ về tiêm chủng vaccine thần tốc, là trong cái trạm y tế, vai trò trạm y tế hỗ trợ rất là nhiều trong triển khai. Thì đấy là cái mô hình. Còn là các tỉnh như tỉnh các anh chị như An Giang đây thì tôi không hiểu là cái quy mô cách làm thế nào. Các anh chị tôi thấy cũng đóng thấy là 100
có hơn 160 mấy trạm y tế lưu động, và chúng tôi hiểu là mỗi trạm y tế là có một cái xe, mà anh chị là mỗi cái xe lưu động đấy gọi là trạm, cái xe cấp cứu đấy là một trạm y tế lưu động, thì chúng tôi nghĩ cũng là hay và tính chủ động gắn liền với các trạm y tế cố định. Thứ hai là trong triển khai cái thông tin liên lạc thì như tôi đã nói rồi, cái thông tin liên lạc của anh chị rất là quan trọng trong cái việc là triển khai, và cái phải có số điện thoại riêng cho từng trạm y tế lưu động để và phổ biến làm sao đến người dân bằng nhiều cách khác nhau, như kiểu để canh chúng ta in tờ rơi, phát tờ rơi về cái trạm thông tin của cái liên lạc của cái trạm y tế lưu động này đến từng nhà và phát các cái tờ rơi có các cái triệu chứng vân vân, thì liên lạc làm ngay với cái trạm y tế lưu động để được hỗ trợ từ xét nghiệm vân vân. Thì cái tổ chức cái truyền thông rất là đa dạng, rồi có những cái nơi là người ta làm một cái biển rất là đỏ đẹp, ghi số điện thoại trạm y tế lưu động và gắn với các cái đầu các cái hẻm con hẻm, và người dân có thể nhìn thấy và khi có vấn đề thì có thể truyền tay nhau hoặc chụp ảnh cái truyền tay nhau cho gia đình thông qua cái Zalo, Facebook là người ta truyền rất là nhanh. Nên là cái việc đây là kinh nghiệm triển khai làm sao để cho người dân biết cái vai trò của trạm y tế lưu động để khi cần phải hiện triển khai ngay hỗ trợ cấp cứu ngay, chứ không cần nhất thiết phải gọi đến là 115 hoặc là 1022 cái tổng đài cấp cứu hoặc là tổng đài đặc của thành phố hoặc là của tỉnh vân vân. Thì chúng ta thấy cái thông tin liên lạc chúng ta phải tổ chức là tốt. Thứ hai là ứng dụng công nghệ thông tin đấy về truyền thông theo dõi sức khỏe vân vân. Thì kinh nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh khi chúng tôi triển khai các cái tổ covid tổ y tế cộng đồng, thì tất cả những ca F0 này chúng tôi thành lập cái nhóm group trong mỗi tổ ấy. Thì những quản lý ca F0 nào thành trong cái Zalo thành lập một cái group F0, và những có những cái ca mới thì mời người ta vào đấy và chúng ta tuyên truyền rồi là triển khai để thông báo cho người dân các cái cách tập thở rồi chế độ dinh dưỡng đủ các loại thông tin, nói chung là thông tin mà tốt cho F0 tại nhà và gia đình F0 đấy, và như vậy, và cũng đồng thời thông báo ngược lại những F0 nào mà khi mà đo SpO2 hoặc là có dấu hiệu triệu chứng bất thường theo hướng dẫn mà đã theo tờ rơi đã gửi, hoặc là chúng ta gửi luôn cả cái phần thông tin tờ rơi online để cho họ, thì họ thấy cái triệu chứng bất thường gì thì họ nhắn tin ngay cho trong cái nhóm đấy, thì các anh chị bác sĩ nhân viên y tế ở trong trạm y tế thì họ cũng sẽ theo dõi các cái thông tin phản hồi từ người dân. Thì tôi nghĩ cái này là một cái hay đơn giản đấy, hoặc là thậm chí F0 là cần đến bác sĩ để giúp gia đình khác chẳng hạn, thì F0 ở đấy người ta cũng tuyên truyền lên, người ta bảo là gia đình A ông ba về cạnh nhà tôi thì đang có nhu cầu khám điều trị, đề nghị là khám vân vân. Thì rất là nhiều các cái thông tin và truyền thông ứng dụng về cái Zalo trong cái việc triển khai theo dõi sức khỏe cho người dân tại nhà, tôi nghĩ đấy là cái thứ hai. Thì đối với cái thiết bị theo dõi sức khỏe thì chúng tôi nghĩ là cũng một cái vấn đề mà quan trọng là cái SpO2, thì làm sao khuyến khích người dân có được mua được đấy, hoặc là chúng ta huy động được các cái mạnh thường quân để hỗ trợ, thì hỗ trợ cho các cái gia đình họ khó khăn thì cho họ mượn, bởi vì họ cũng không thể điều kiện để mua, hoặc là mua có tiền, nhiều lúc có tiền mua không mua được cái thiết bị chuẩn thì cũng ảnh hưởng. Thì đấy cũng cái rất là quan trọng. Thứ hai, triển thăm thăm khám hàng ngày, thì có triển khám hàng ngày thì có thể gọi điện để mà thăm khám, cũng không phải tất cả 100% F0 chúng ta cần phải đến nhà, và chỉ cái những trường hợp cần đến nhà thì chúng ta mới đến nhà để khám trực tiếp. Thì cách đến nhà thì cũng các anh chị sáng nay cũng mà tiến sĩ anh Thư cũng đã thấy nói lên liên quan đến làm sao cũng phải bảo vệ được cả mình cho bản thân các bác sĩ. Thì quá trình kinh nghiệm chúng tôi thấy đi đến tận nhà thì đối với những người mà F0 mà đang khỏe có thể mời ra được trước cửa, thì chúng ta đứng ở phía ngoài cửa và bệnh nhân ở trong nhà thì có thể nói chuyện và trao đổi với nhau, có hỗ trợ cho nhau, hoặc là mời lấy ra lấy xét nghiệm vân vân, trong gia thành viên gia đình cũng mời ra đứng ở cửa để lấy, để đảm bảo không khí. Rồi nếu trong trường hợp mà bệnh nhân nặng cần vào nhà thì chúng ta mới vào nhà, thì anh chị biết là khi đã vào nhà rồi thì các cái bộ đồ bảo hộ thì nguy cơ nhiễm chéo chúng ta là phải thay, thì không đi được nhà khác nữa. Thì do vậy là do đấy là chúng ta cũng theo cái khuyến cáo tôi thấy cũng hạn chế phải vào nhà, trường hợp bắt buộc là người ta cần phải xử lý cấp cứu vân vân thì lúc đấy không nói rồi, thì chúng ta phải vào nhà để chúng ta triển khai khám và để cấp cứu. Thì vào nhà thì cũng như chị cũng anh chị khám sáng nay thì anh Thư có đề cập là cái vị trí đứng tránh xa những cái chỗ mà quạt từ thổi qua bệnh nhân là thổi đến mình vân vân, thì những cái đấy là những cái kinh nghiệm anh chị cũng
cũng nên tìm hiểu, và để trong trường hợp muốn triển khai mà điều trị tại nhà cũng chọn cái vị trí nào để an toàn cho mình nhưng vẫn khám được đảm bảo đầy đủ cho bệnh nhân. Thứ hai là tổ chức cấp cứu chuyển tuyến người bệnh, quy chế chuyển tuyến cần phải có một cái, đối với những nơi mà đang quá tải thì cần có những cái quy chế linh hoạt rồi chuyển tuyến, chuyển khi nào thì chuyển, rồi các cái phải xây dựng các cái quy trình chuyên môn rất là rõ ràng, và trong trường hợp người dân không phải đi, không chịu đi thì cũng phải có những cái quy trình chuyên môn để người ta ký cam kết là không đi thì xảy ra trách nhiệm, rồi là cũng để mà hướng dẫn và khi mà để gọi điện và chuyển tuyến. Thì cái này thì cái nhu cầu nói đây thì hơi thừa, nhưng mà đối với thành phố Hồ Chí Minh thì đến cái người khi mà có bệnh nặng rồi mình chuyển đi không biết là biết đi đâu, thực sự là cái giai đoạn đầu nó như thế. Rồi là cách làm sao để triển khai các điều trị các bệnh khác. Rồi cái này thì chúng tôi thấy là trong quá trình làm ở cái quận 7 thì chúng tôi cũng là phối hợp với hội thầy thuốc trẻ, các thầy mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Thì cái này trong cái trường hợp mà các mạng lưới thầy hành đang ở trên trên xa, trên mây, chúng tôi gọi trên mây, thì cũng rất nhiều bác sĩ chuyên khoa giỏi, thì cái này chúng ta thấy phối hợp với bác sĩ chuyên khoa qua điện thoại rất là quan trọng đối với cái việc là hỗ trợ để khám các cái điều trị các cái bệnh mà tại nhà, cũng như là các cái cấp cứu vân vân, cách xử lý ban đầu như thế nào. Thì có một cái mạng lưới thì các anh chị ở các tỉnh khi mà triển khai này nên có một cái xây dựng một cái mạng lưới các bác sĩ chuyên khoa để trong trường hợp hỗ trợ các cái trạm y tế xử lý các cái trường hợp mà điều trị tại nhà, cấp cứu tại nhà. Vì không cũng có những trường hợp là khi có bác sĩ chuyên khoa vào thì lúc đầu thì bảo là phải đưa đi viện, nhưng bác sĩ chuyên khoa vào qua hỗ trợ qua khám qua điện thoại. Đấy, thì một bên là bác sĩ khám trực tiếp thì không phải là cái chuyên khoa vào cái lĩnh vực đấy, một bên bác sĩ khám qua điện thoại thì là bác sĩ online, thì các cái thông tin trao đổi ba bên thì nó rất là thuận lợi trong việc phối hợp để mà điều trị. Thì khi mà cần kê đơn thuốc thì đấy thì các bác sĩ của trạm y tế có thể phối hợp trạm y tế cố định trên địa bàn để có thuốc sẵn, hoặc là trong cái quá trình mà anh chị xây dựng quy chế quy tuyến thì cung cấp thuốc như thế nào, gọi điện đến các cái nhà thuốc ở trên địa bàn có thể cung cấp được thuốc hay không, vân vân, thì chúng ta cũng được thiết lập được các cái quy chế để hỗ trợ để có thuốc điều trị cho bệnh nhân. Vấn đề là có thuốc chứ không phải là vấn đề là chúng ta quan tâm đến là tiền mua thuốc, để đảm bảo chúng ta triển khai được như vậy. Thì khi mà làm thì chúng tôi cũng thấy như bác sĩ Thạch cũng là đề cập liên quan đến cái việc mà triển khai mà theo dõi sức khỏe người dân. Tại thời điểm đấy tôi cũng huy động được một loạt các anh em là triển khai một cái phần mềm để mà quản lý theo hộ gia đình các F0 tại nhà. Thì mỗi F0 tại nhà khi mà đăng nhập vào hệ thống này thì được có thông tin về nhân viên y tế phụ trách là ai và gọi điện như nào, và các cái thông tin về gia đình để cho bác sĩ cả ở các trạm y tế hoặc là các bác sĩ online để có thể tham gia giúp đỡ được từng các bệnh nhân, từng gia đình để cập nhật thông tin sức khỏe định kỳ. Ví dụ như là định kỳ hàng ngày thì họ có thể cập nhật thông tin về các cái chỉ số về sức khỏe vào cái hệ thống phần mềm này. Đấy, đây là cái phần mềm mà chúng tôi thiết kế cũng chuyên gọi là chuyên dùng cho chăm sóc cái người F0 tại nhà. Từ nhiệt độ chỉ số người dân có thể vào đây nhập và lưu lại theo cái chu kỳ. Ví dụ mình chỉ định của họ là ngày đo 3 lần SpO2 v.v. Rồi các cái nhập các cái triệu chứng về huyết áp, nhịp thở, anh nhập đến đây để chúng ta theo dõi. Đấy, thì có các một cái phần là chúng ta ví dụ như là chúng ta do nhân lực nó mỏng, chúng ta không thể bố trí được bác sĩ được tất cả sắp được, thì chúng ta thành lập một cái trung tâm điều hành. Đấy, cái trung tâm điều hành này có cái phần mềm này sẽ có những biểu thị màu là cái khu vực nào là nguy cơ đang rất là cao, là theo cái triệu chứng của bệnh nhân. Thì đây là có cái số từng cái phường hoặc là từng cái tổ dân phố cũng có thể thiết lập được sâu như vậy, thì người ta có biết được các cái khu nào là và bao nhiêu bệnh nhân đang là rất nặng, nguy cơ rất nặng hoặc là nguy cơ là cao và nguy cơ trung bình hoặc là nguy cơ thấp. Đấy, tất cả những cái thông tin đấy dựa vào triệu chứng của bệnh nhân khai báo lên thì chúng ta sẽ nắm được khu vực và chúng ta ưu tiên những cái địa điểm. Thì lúc đấy các bác sĩ sẽ đi vào trực tiếp xem những bệnh nhân nào là bệnh nhân nặng thì chúng ta địa chỉ như nào, thì chúng ta ưu tiên chúng ta điều trị xử lý trước cho những cái bệnh nhân nặng này, và cái bệnh nhân nặng này thì chúng ta gọi điện và đến tận nhà để gọi theo triệu chứng chúng ta theo dõi và khám từ xa. Hoặc những bệnh nhân nhẹ này chúng ta chỉ cần gọi điện và cập nhật thông tin về quá trình thăm khám bệnh nhân nhẹ ở trên hệ thống là được. Đấy thì mà trong cái hệ thống này thì chúng tôi đã có thể thiết kế phân công được cho một bác sĩ là theo dõi bao nhiêu F0 tại nhà, hoặc là thậm chí là những bác sĩ online,
bác sĩ chúng ta có là những cái thành viên tự nguyện có thể tham gia khám từ xa, hoặc là các cái bác sĩ mà chuyên khoa cần phải mời vào thì đều có thể tham gia được. Thì đấy là một cái hệ thống mà chúng tôi đã thiết kế để mà hỗ trợ cho một cái phường Vĩnh Bạch để triển khai. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái thông tin sau này nếu mà triển khai diện rộng mà các tỉnh có nhu cầu mà hỗ trợ thì chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng để hỗ trợ cho các anh chị để thiết lập một cái hệ thống để có thể theo dõi được. Và cái hệ thống này có thể là cách làm là liên thông được với các cái khu cách ly. Đấy, khu cách ly là chúng ta có thể chuyển bệnh được vào khu cách ly, và trong khu cách ly cũng có thể cái cách thức theo dõi sức khỏe của từng người dân cũng như thế vậy, như thế này thì nó cũng thuận tiện nếu mà sau này chúng ta có thể tra cứu cái lịch trình là đã sử dụng những thuốc gì vân vân thì chúng ta cũng nắm được các cái thông tin. Thì trên đây là chúng tôi rất là tóm tắt các cái nội dung mà liên quan đến triển khai một cái trạm y tế lưu động, đồng thời cũng chia sẻ một ít kinh nghiệm tôi đã triển khai ở quận 7, như cá nhân tôi cũng đi triển khai ở Bình Dương để triển khai thiết lập các cái trạm y tế lưu động để hỗ trợ cái sứ mệnh của trạm y tế trong cái việc triển khai cái giảm thiểu cái ca cấp cứu nặng cũng như là giảm thiểu các cái trường hợp nặng chuyển viện và kiểm xử lý kịp thời các cái trường hợp nặng để chuyển viện kịp thời. Một số thông tin như vậy thì rất là mong lắng nghe các ý kiến thảo luận về các anh chị để chúng ta hiểu rõ hơn cái nội dung các quy định của Bộ Y tế cũng như là cách làm sao triển khai hợp được phù hợp được với mỗi địa phương. Tôi xin hết và xin cảm ơn các anh chị chú ý lắng nghe.